Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng chơi nhạc khá là hay. Như các bạn thấy này, khi mình vuốt từ bên phải màn hình mình vuốt qua như vậy á, thì nó sẽ hiển thị ra một cái công cụ chơi nhạc ở phía bên mép phải này. Và các bạn chỉ cần nhấn vào những cái nút chức năng ở bên dưới này để chúng ta phát nhạc. Đó, nhìn khá là hay và cũng khá là thú vị. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhé. Trước tiên thì các bạn lên trên CH Play. Sau đó thì các bạn tải về cho mình một cái ứng dụng, nó có tên là S8H Music Player. Đây, các bạn gõ vào cái từ khóa này. Hoặc là bạn nào lười gõ ra từ khóa thì mình sẽ để cái đường link tải ở bên dưới phần mô tả video nhé. Các bạn có thể nhấn vào cái phần mô tả để xem. Thì ở trong này các bạn sẽ thấy được một cái ứng dụng nó có cái biểu tượng giống như vậy này. Nó cũng nằm ở ngay trên đầu luôn. Các bạn sẽ nhấn vào. Sau đó thì các bạn sẽ tải nó về cho mình. Ứng dụng này thì nó có cái dung lượng là 7,33 MB như các bạn thấy ở đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở ứng dụng lên nhé. Bắt đầu thì nó sẽ hiển thị ra một số những cái hướng dẫn cơ bản á. Thì các bạn cứ nhấn vào cái nút Next ở bên dưới này. Nhấn liên tục luôn. Sau đó nhấn vào Enter. Các bạn sẽ nhấn vào cái nút cho phép ở đây để cấp quyền cho nó. Ở đây thì nó hỏi chúng ta là chọn cái theme sáng hay là theme tối. Thì ở đây mình sẽ chọn vào cái theme sáng nhé. Theme là cái chủ đề thôi. Các bạn sẽ nhấn tiếp vào cái nút Close ở bên dưới này. Và đây là cái giao diện bên trong của nó. Và để bật được cái công cụ ở bên phải như ban đầu á, thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút gạt ở trên này. Thì nó sẽ hiển thị ra cái công cụ gạt sang bên này để chúng ta bật nhạc như các bạn thấy ở đây. Đó. Mới đầu thì nó hiển thị ra một số những cái quảng cáo như vậy á, thì các bạn cứ chờ khoảng một lát thì nó sẽ tự động tắt đi. Đó, nó tắt rồi. Ở trong này thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái bài hát có trong máy của các bạn. Và để phát cái bài hát nào thì các bạn có thể nhấn vào để chúng ta phát này. Hoặc là các bạn có thể vuốt sang bên này để chúng ta điều khiển hoặc là phát những cái bài hát yêu thích theo ý muốn của mình. Ngoài ra trong này thì nó còn có một số những cái tính năng khá là hay nữa thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng ba dấu gạch ngang ở trên này. Rồi mình cho nhạc nhỏ xuống chút xíu nhé. Các bạn sẽ kéo xuống và dưới này nó có cái mục là Timer. Thì đây là cái mục để chúng ta thiết lập cái thời gian tự động tắt nhạc. Ở đây nó có cái mục là Hour là giờ này, Minutes là phút và second là giây. Thì sau khi các bạn thiết lập thời gian xong á, các bạn sẽ nhấn vào cái nút start ở dưới này để chúng ta bắt đầu. Chẳng hạn như ở đây thì mình sẽ chọn là khoảng 5 giây để nó tắt nhạc đi. Mình sẽ nhấn vào. Và bây giờ thì các bạn sẽ xem nhé. Đúng 5 giây thì nó sẽ tự động tắt. Và như các bạn thấy nó đã tắt rồi. Thì đó là cái tính năng hẹn giờ nhé. Tiếp tục. Ở trong này nó còn có cái mục nữa, đó là cái mục Equalizer. Thì đây là cái mục để các bạn điều chỉnh những cái mức tần số của âm thanh. Bạn nào mà chuyên về âm thanh thì các bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với cái chất âm mà mình muốn nghe. Còn đối với mình thì mình sẽ để cái chất âm mặc định được rồi. Và cái mục cuối cùng đó là cái mục Ringtone Maker. Đây là cái mục để chúng ta tạo ra những cái bản nhạc chuông bằng những cái bài hát có sẵn ở trong máy. Các bạn sẽ nhấn chọn vào một cái bài hát bất kỳ. Và đợi một chút xíu để nó load cái bài hát nhé. Rồi sau khi chọn xong thì nó sẽ ra cái giao diện như vậy. Ở trong này thì các bạn có thể thiết lập cái thời gian bắt đầu. Không phải cái thời gian bắt đầu mà là cái đoạn bắt đầu và cái đoạn kết thúc của cái bài hát. Sau khi chọn xong thì các bạn có thể nhấn vào cái nút play này để chúng ta nghe thử này. Các bạn chờ một chút xíu, mình chọn nhầm bài hát rồi. Đó, mình sẽ tắt cái này đi thì nó sẽ ra cái bài hát mình chọn. Các bạn có thể điều chỉnh lại cho nó phù hợp nhé. Nhấn vào để nghe thử này. Và sau khi đã cảm thấy ưng ý rồi thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút save ở đây để chúng ta lưu cái bài hát ra về máy. Sau đó thì cái việc còn lại khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc vào cái phần thư viện nhạc của chúng ta lấy cái bài hát ra để cài làm nhạc chuông. Cái đó thì khá là dễ, các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nhé, nó sẽ hay hơn. Và như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn.